Hiện nay lượng rác thải sinh hoạt ở nước ta, nhất là ở các đô thị, đang gia tăng nhanh chóng gấp 2 lần trong vòng 15 năm qua. Đáng lo ngại là lượng rác nhựa chiếm hơn 7% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, nhưng chỉ rất ít được thu gom, tái chế, và điều này đang gây ra áp lực rất lớn cho môi trường, nhất là môi trường biển. Hiện nay thì nhiều địa phương, tổ chức và cá nhân đã và đang có những hành động thiết thực giảm thiểu và tái chế rác thải nhựa. Sử dụng vỏ chai nhựa thải bỏ làm nên quả địa cầu có chu vi khoảng 2 mét, hai phần xanh và xám tượng trưng cho nửa khỏe mạnh và một phần bị tổn thương. Đây là một trong những thông điệp về bảo vệ trái đất mà cô trò trường Đại học Đại Nam Hà Nội gửi gắm trong hội trại truyền thống với chủ đề Vì một tương lai xanh. Rác thải hiện nay đang là một vấn đề nghiêm trọng và mỗi cá nhân chúng em thì đều phải có trách nhiệm để bảo vệ môi trường. Ai cũng nói là môi trường ô nhiễm, nhưng không ai hỏi là môi trường ô nhiễm là do đâu. Và môi trường ô nhiễm thì do chính chúng ta. Thế do vậy mà trường Đại học Đại Nam thường xuyên tổ chức các cái hoạt động bảo vệ môi trường để lan tỏa cái thông điệp bảo vệ môi trường ra toàn xã hội. Đó là thêm một người nhặt rác thì sẽ giảm đi một người xả rác. Mỗi năm, lượng rác thải nhựa của Việt Nam thải ra biển vẫn rất lớn, khoảng 1,83 triệu tấn. Rác từ bờ trôi nổi trên các con sông rồi đổ ra đại dương. Chỉ 5 năm trước đây, người ta không biết đến bãi biển này chỉ vì rác quá nhiều và biển ô nhiễm. Dự án hỗ trợ phân loại rác thải tại nguồn của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại bãi biển Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, với sự tham gia của mỗi cá nhân đã giúp biển được sạch hơn. Bãi biển tuyệt đẹp này chỉ vài năm trước đây đã từng phải hứng chịu hàng chục khối rác thải mỗi ngày do người dân xả trực tiếp xuống đây. Tuy nhiên này đã khác rồi. Thay vì vứt bừa bãi những chiếc vỏ chai nhựa như thế này, thì giờ đây chúng đã được sử dụng để kết thành một cái bè, trở thành một sản phẩm hữu ích. Ngoài việc mang đến một thông điệp là bảo vệ môi trường, thì mỗi du khách khi đến đây có thể sử dụng chiếc bè này để đi ngắm san hô hoặc là đi câu mực. Dự báo của các nhà khoa học chỉ ra rằng khoảng 10 năm tới, lượng rác thải nhựa ra biển sẽ tăng gấp đôi nếu chúng ta không hành động. Phục hồi trái đất là chủ đề của Ngày Trái Đất năm nay, chính là nhấn mạnh đến việc cần phải có các hành động giảm thiểu, tái chế rác thải, bảo vệ trái đất của chúng ta.